bác một mẫu đầu giải mã của Kenwood cực đẹp đây. Đầu tôi bán giá 7,5 triệu đồng, hàng bãi nguyên zin luôn. Con này có mã là DX73030, nặng 10 kg, rất gấu và đẹp. Bề ngang 44 cm, bề cao 12,7, bề sâu tầm 30 cm thôi, 37 cm. Con đầu cực đẹp luôn, đó là hàng bãi nguyên zin đẹp xuất sắc luôn. Con đầu góc cạnh được sơn thích hợp cho các bác nghe giải mã từ trên mạng. Đây tôi lấy tín hiệu quang xuất ra từ cái cục này sang đây. Cái đầu này nó là đầu đát thôi nhá. Nói chung là những cửa hàng mà bán đầu giải mã như bọn tôi chỉ tính đến chức năng giải mã thôi. Thì những cái này nó là phụ, kể cả đĩa hoặc MD hoặc đát này là phụ. Đát này nó là cái gì? Nó là cái băng cassette kiểu băng an ninh ngày xưa, loại nhỏ, băng tình báo á, cho những cái máy ghi âm đời cổ nhỏ nhỏ cầm tay ấy. Nó cũng giống như dạng băng cassette kia nhưng nó là băng loại nhỏ. Những cái băng này thì sưu tầm trên thị trường ở trong Việt Nam thì vẫn có nhiều, ở miền Bắc là chắc ít hơn. Quan trọng là chức năng giải mã thôi. Nội thất bên trong thì khỏi phải bàn luôn. Con đầu này các bác gõ trên mạng theo nhà sản xuất là sẽ ra hàng bãi nguyên zin luôn, đằng sau mới cứng luôn. Tôi đang lấy tín hiệu giải mã đấy. Đây là đường quang vào, đây quang ra, đây là đường đục trục, đây là đường analog ra xuất xuống công ty, đây là đường vào analog. Tôi đang xuất xuống công ty dưới này, quá mới luôn. 7,5 triệu đồng ship toàn quốc qua Việt Nam, phí vận chuyển đến mua chỉ. Đây khi giải mã nhá, tôi tạm dừng này. Khi giải mã các bác phải bấm vào nút True này. Nên là xuyên âm thanh, nó xuyên từ âm thanh sang đây này. Nó không giống như đầu khác là phải bấm Break. Break đây nó chỉ cho chức năng ghi âm cái băng cassette này. Nên là nhiều cái thiết bị điện tử mình phải mày mò một chút thì nó mới ra. Lúc đầu tôi về tôi bấm nút này không ra đâu, phải bấm nút này nó mới ra được âm thanh. Nó lấy âm thanh từ bên kia, True tiếng Anh là nó xuyên qua mà. Và xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Nặng 10 kg, các bác phải biết nó như là nào.